ly nấu hả? Rồi gia đình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Ổng gầy mưa gió quá cả nhà, bữa nay ông trời ổng mới hạnh hạnh nắng lên. Bữa nay mấy chú cháu kiếm gì nướng ra ngoài sàn nướng ngồi liêu riêu hả Út ha? Nướng liêu riêu. Nướng liêu riêu chứ không có làm liêu riêu ha. Có à, có à, hôm nay hết si rồi. Hồi sáng này thì hai đứa đi chợ có chuẩn bị được con vịt cả nhà. Cái phần này thì mình phi lê lấy cái phần thịt, cái phần ức nè, rồi đùi. Mình lóc thịt ra để chút xíu nữa hai chú cháu ra ngoài chò ngoài sàn lãng á, ngồi nướng chao. Còn cái phần xương xương nè thì mình sẽ hầm củ cải muối. Đó. Giờ hai chú cháu mình là trách nhiệm bữa nay là sẽ nướng cái phần này. Còn ở trong nhà thì mượn chi ly với mẹ làm lặt vặt mấy cái nồi canh với lại canh hầm. Mót mớ rau để mình ăn với lại vịt nướng. Cái này thì bữa hổm mẹ đi bà con tặng đó mẹ. Quá trời cái gì không? Đồ tặng mà cái này người ta trồng không có bán mà cháy thấy ham nữa trời. Này bán cũng được chứ đâu có gì hả mẹ? Bán cái này cũng gần 3 kg à, thấy nặng à. Cái này dùng ở đâu mẹ trồng? Mình phân lưu Nancy. Nancy. Nó là dòng ghiền ha. Ghiền. Còn cái này là của bà bầu cả nhà. Bầu thèm xoài chín. Mà chắc mấy trái xoài mùa này nó giá nó mắc ha. Ở quê mình bán 1 kg gì tới 50 ngàn cả nhà. Xoài hạt lép anh không? Mà nói đầu ngay nó ngọt nó ngon lắm cả nhà. Tại nó làm như miệt cà tiên á. Chứ xài cái hộp nó như cái miếng miễn vậy đó, nó mỏng dánh vậy đó. Thịt không ha. Thịt không à, đó, ngon. Xài ăn ca là bên rồi, giờ món quay người đó làm hen. Rồi, hai chú cháu mình ra ngoài kia. Chắc nướng đủ rồi. Ừ. Cháy hết mấy củi này chiếc hàng luôn rồi. Thầy chị thử tỏi mỡ để mình xào cái phần thịt đây. Để cho nó thử mình hầm. Rồi bây giờ chị cho thịt vô sạc. Cái phần nướng chiếc gan nó thì lát nữa mình sẽ cho vô trong cái nồi vô nồi lúc mà có nước á, giờ xào ra nó đục hết. Bây giờ chảy ra nướng chứ không còn nói gì nữa chứ. Ông trời mới đó là đó lại cả nhà, mới nắng à, giờ chuyển mưa nè, quá trời gió rồi, đen mù mịt luôn. Nãy thấy có thời gian có chặt than gan để cục bự nướng cho nó đã nè. Này chỉ bằng miền Tây sớm nắng chiều mưa ha. Chưa chiều nữa chỉ mưa quá trời à. Rồi. Bếp chai đó. Đây đó. Nóng. Nóng lắm con ơi, đây nóng nè. Rồi ra đi. Một lần hết ta. Cho cái bề da xuống trước hay là bề ức xuống trước ta? Đây bề thịt xuống trước. Thịt xuống trước ha. Cái này sáng dịch mua về cái ăn vông bằng sạch lông. Xong rồi cái băng da thịt, hai miếng ức cho nó có thịt nướng ăn cho nó ngon. Xương thì mình đem đi hầm. Để hai cái đùi cũng đem đi nướng luôn. Với lại mình có lấy cái khúc cần cổ á, nướng chao dành riêng cho Út. Tại biết Út thích cần cổ. Cô gái đội nón lá đi nướng cá. Để xịt vô không? Nếu vậy nó không có bị khét. Với lại nó mềm. Nướng từng miếng thì nó hơi khô. Cái con vịt bây giờ nó nặng ký ghê ha. Bằng hồi sáng mình mua là vịt người ta làm sẵn rồi. Mình về mình làm lại. Mà Út biết lúc mà cân là nhiêu? 3,5 kg. Xong hết á. Vịt làm rồi á, 3,5 kg. Trong thịt này chị sẽ nêm một ít hạt nêm luôn cho nó thấm vô cái thịt vịt. Thường người ta hay nói là cho miếng muối vô trong này. Thì cái đó là mình hiểu cái nguyên tắc rồi ha. Còn cái vụ mà cái gỗ tre á mẹ. Bà con nói người ta nói ngâm rồi bắt đầu bỏ cái gỗ tre vô trà là nó mau hết mặn.
anh Quân đang làm cái nước chao với cho gia vị rồi sa tế vô để mình quét lên cái phần thịt vịt. Cái này anh ướp nhẹ thôi, một ít đường, một ít bột ngọt với lại sa tế, còn nhiều là phần cá chao. Đường thì mình cho ít, sợ úp nước không kịp. Cái món vịt mà nướng chao này cũng rất là lâu rồi mới ăn lại. Hồi đó nhớ còn lúc đi làm đó, lúc chưa có cutin là cái thường thường cuối tuần cái bạn bè rủ nhau mua con vịt chặt ra nha, chặt ra nhỏ luôn thành miếng vừa ăn luôn, rồi ướp chao nướng. Cái nước sa tế mình cho nhiều nhiều cho cái màu nó đẹp chút. Thấy chao thấy thèm rồi đó. Thèm ăn cơm với trái dưa leo với miếng chao với trái ớt hả chú Út? Ủa mà trái đất miếng chà. Dạ. Út hồi sáng đi đâu vậy Út? Có vị Thanh có gì vô nhà ông cậu. Có đi lãnh tiền không Út? Chưa. Út yêu hầu cầu hỏi Út có đi đâu mà lãnh tiền hay là vô ngân hàng rồi Út giấu không à? Chưa trúng số chưa lãnh tiền nữa. Có tính số đâu lãnh tiền đâu. Tính đâu Út có lãnh tiền cho anh Quân mua đôi dép hay đôi dép. Ôi chủ kênh một thóc ương gì bèo dữ vậy ta. Qua bèo dép gách dép lũng gì không. Dép này dép nướng vịt. Còn dép đi chơi là dép khác chứ Út. Mẹ chồng mới đây có ăn đó ha. Nhanh thiệt. Mình còn ngồi gai nữa bởi chili cắt cũng ít thôi. Chắc được rồi đó. Cái cà không có ăn món gì kết hợp chung cho cả nhà mà sợ nó già. Được một trái. Có một trái hả? Có một trái. Trái bên kia nó hơi nhỏ. Để cho nó lớn. Qua đây mình hái mướp luôn. Mướp là tới cử ăn. Không cắt nó già. Cắt theo chiều cho gì chín nào hay gì đó. À vậy đi ha. Ồ không thấy. Dạ trong đó nha. Ồ mình cắt ra theo đường. Mấy trái này là tới cử ăn hết trơn à. Xèo xèo luôn, ướt lên rồi đó. Mỡ quá nó nhiễu mỡ xuống đó. Nó bùng cháy lên. Coi chừng dở lên anh Quân ơi. Miếng ức kìa. Cái này á, nhờ sắt cái miếng bự bự này, miếng nhỏ nhỏ thả vô đây sao chở kịp. Thì bỏ. Út lúc đó có mò mà kính này dùng đó bỏ luôn chứ chở cái gì nữa. Nè lấy ra Út ơi. Dạ lấy cái thao để cái bên kìa, quá phải ra thao. Rồi Út ơi. Nhỏ nhỏ gì vậy chính thôi bà. Anh cứ cho sâu xuống luôn. Sâu tới dưới luôn. Tới dưới luôn á. Không phải là tới dưới mà cũng vừa vừa. Còn ba đi. Sau khi giặt lộn với khói lửa xong rồi cũng được ha. Không sao. Chứ màu chín lắm. Ông khứa sâu sâu cho nó dễ chín. Đây nữa. Thấy ngon ha. Cách chảy nước miếng trời. Này giống ăn bê thui á Út. Ừ. Miếng này nó chưa có xăng, dính lắm. Lắm.
chấm chấm cho dính vô thịt luôn mấy chị. Và xong mình chới luôn lại con. Dạ. Cái nào nó cháy quá Út cứ gấp qua qua một bên nha. Cái này ok Út ơi, Út dịnh cho con cái ha. Cái bằng cổ anh luôn. Bằng cổ. Bằng cổ mà giống cái đùi quá trời ha. Út dịnh dịnh đừng lắc Út. Ừ, con lấy lên xuống à, Út dịnh gì đó dễ quét. Quá nóng. Nhưng mình trao thèm quá thèm. Dịnh Út, nóng quá hả? Rồi. Đầu kia cái nữa là lụm. Giờ mùi mới ngon nè. Em thấy không? Rốt cuộc gì mà không mưa. Nãy giờ băng phải chuẩn bị cái dù che. Tại vì cái máy quay của mình nó không có chống nước. Điện thoại thì quay cái độ nét thì nó không bằng, nhưng mà nó được cái là nó chống nước. Được cái này là phải mất cái kia hết con. Nè, cái cổ này mở không có đã. Mùa nước nổi á thì mình thích quay phim lắm. Mà mùa nước nổi nó đi kèm với lại mưa. Mà mỗi lần mưa quay thì một tay cầm dù, một tay cầm máy quay. Không, mà đặt đó băng té không nhớ cựu chết luôn. Gió nó giật người tay cầm dù, tay cầm máy quay té rồi đâu có dám buông cái điện thoại với cái máy quay xuống. Bật ngửa đưa giò với tay mất đi luôn mấy gì chứ. Vui thì chứ mùa nước nổi. Mà năm nay kìa nước nổi, năm nay nước nổi chỉ con ba ngồi trên xuồng thôi. Trên xuồng mình đi trên xuồng á. Có tay chấm con. Nói chứ không cho con đi mùa nước nổi là con giận à. Trời ơi, mùa đẹp đi ra ruộng mát á. Hiu hiu mát mát buổi chiều đi. Đi chống xuồng ra mà thăm lưới nha, trời ơi, cảm giác nó nhẹ người lắm. Nãy sau khi mà nó săn săn thêm một quận rồi nè, giờ nó ngon rồi nha. Con quét thêm một quận nữa là bắt đầu để cho nó chín luôn rồi đó, nghỉ quét rồi đó. Làm cái này có ưu điểm là nó không có khô quá cả nhà. Với lại nhìn nó hấp dẫn hơn là mình chặt vụn ra thành từng miếng. Chặt vụn ra thành từng miếng thì giống như là mình chặt kho ha. Nó khô nó ăn ngon. Nhưng mà nãy giờ con hồi hộp không biết hơi chín không. Chín rồi mà. Bắt đầu than nó liu quiu lại rồi. Nghe sao củ cải hả mẹ? Cái sợi muối mình xào thì có cái ưu điểm là nó thơm, với lại nó hút cái dầu ăn nó bé. Mình có thời gian thì xào, còn hoặc là mình cho vô luôn cũng được, phải xào cũng được, mà mình cũng chờ cho cái thịt vịt nó mềm mềm đó, mình xào lên luôn. Rồi đó, củ cải nè, cái này mình không kỳ hao đi, mình muối vậy bạn, muối được mặn, quên vậy đó. Còn ra không biết mặn á, bởi vì tao dám nêm đồ mặn. Cải nghe xào xong rồi nhà mẹ cho vô trong cái nồi vịt luôn. Mẹ sôi lên có nữa là ăn được rồi mẹ. Nói vậy chứ. Vịt nó mập nó quá trời mỡ nha. Ồ, như hai miếng bà gọi vậy chú. Thơm quá trời thơm luôn. Con cổ của Út chín luôn nè, con bỏ ở đây luôn.
hai đầu bếp này có bộ đậu quá nha. Dưa hấu đỏ quá ha. Ừ. Đỏ mà nó ngọt nữa, tại vừa mới cắt luôn đó. Cắt xong rồi mẹ đem về mới đi tính ra có bữa à. Chị Ly cho em mấy cái vỏ. Cái này cắt hơi ấy lém rồi, với cắt kiểu này dưa hấu là bị mấy bà già xưa la chết. Hồi xưa cắt dưa hấu thì chắc bị chữa chết mẹ. Dưa gọt xài đâu đó phạm là uổng lắm. Cái này con gọt cũng hơi phạm. Đó, dưa gọt gọt xài ngồi cái bên. Mẹ mới nhắc cái nồi canh hầm xuống cho ngồi gai với lại hầm. Có ngò gai thơm quá trời thơm. Thường thường nhà mình ăn củ cải muối mà hầm là hay cho ngò gai dữ lắm. Bình còn nhỏ quá. Úc bữa nay tỉnh táo lại hả Úc? Tỉnh táo thôi, ba chú cháu, ba anh em chú cháu làm như vậy thôi. Dạ. Chưa còn làm gì. Có một số chiến hữu hỏi Úc mà bữa nay nhậu lại nổi hả Úc? Thấy mồi bén quá chú Úc gót ra vài ly. Vài ly thôi. Cha con chú cháu ngồi uống giải mỏi. Trời mưa nè. Dạ. Giải mỏi, mồi ngon quá mà. Rồi sáng nay hai chú cháu có ra cái sàn láng nướng con vịt để vô ăn cơm sáng. Mẹ thì có nấu được tô canh củ cải muối. Giờ mời cả nhà mình vừa ăn cơm mà vừa làm xương xương ha. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Vô nay. Mời bé nha. Vô ăn. Thì vô ăn cái đi ha, để mình ăn miếng vịt nướng cái đã. Quá im. Chấm chào ha không? Chấm chào luôn. Mời vô. Thôi làm cái đầu ngon quá cho xin làm miếng ủa. Im không? Thơm ha. Quá đã không? Chào quá gì. Không phải chứ mình nướng mình khen mình trước thiệt ngon kìa. Bữa nay không có rượu luôn nữa thì thôi á. Là mình ngon bằng không? Ngon quá. Quế của mình hả bà? Quế nhà mình trồng á. Húng cây rồi. Không, phải nặng quế. Quế rồi húng cây nữa, húng hai thứ. Ừ, bình thường con, nước chao á. Bình quế, bình húng cây. Nhà mình có trồng húng cây không? Có luôn. Có hả? Ừ, ngon á. Một cây là hai, nửa húng quế, nửa. Mà cũng không phải, con có mùi kỳ quá sao? Nghe chưa? Sao con thấy nó cũng không giống giống cái lá không nha. Không giống húng cây, cái mùi lá giống như tía tô không? À, nó lạ lạ ta. Lá é là gì không ta? À, xin nói húng cây mà sao con thấy lá không nhám chứ thường thường ta nhám đi, nhám gân á. Cái mùi giống như nó lạ mà. Hơi thơm thật lắm. Mọi người ơi, con thấy nè, nó có lông lông nha. Không mà con băng thưa rải lên hộn rồi cha dâm ra mà. Dạ. Cái này con mua giống hả? Dạ mua giống. Cái này nó húng cây bác sĩ ta. Mà ăn nó thì bằng cái gì? Nó giống lá tía tô, mùi tía tô á. Nó hơi hơi thơm xả. Cái lá này có ai trồng ha mà mọc dài vậy, thấy lá này bởi vì mắc điện là họ biết á. Không phải mọc dài nữa. Bữa hổm là mọc lên là con thấy cái lá nó ngộ ngộ rồi mà con nói chắc nó còn nhỏ, nó còn bóng. Chứ thực sự húng cây thì nó phải gân gân á chị Ly. Nhám nhám, sọc sọc. Kêu cái gì ta? Giống giống như nó có mùi xả nè, con hỏi giống giống như mùi nước sông xả vậy. Mùi xả luôn. Ngon á. Ngon. Mùi xả. Em biết đâu hơn băng hương kìa. Màu giống không? Mày ngon giống bên sắp chiên mình bán. Không có này múc lên bông không lấy rồi xả ngon á. Thả cũng cây cô tiên thấy trà nướng là dịp ngon cô tiên. Cô tiên mới đây hết rồi em cho cô tiên miếng thịt này giống ra cây đó xé cho con ha. Quá trời thịt nó dày cho cái ức nãy chờ còn nó hút cây bây giờ không phải ăn rồi cái mùi khác rồi lắm không phải tiên nó ăn này nó biết ăn gan nữa. Trên 10 năm nữa là làm trong Úc Thiên được rồi đó. 10 năm nữa không?
Bữa là uống bia trong lúc si luôn không? Thì ý ông Út nó hỏi con á, 10 năm nữa là nhắm đẩy ông Út si nổi không? Đó, hiểu không? Lúc đó có 18 tuổi đó. 18 tuổi đó. Lúc đó ông Út mới trưởng thành. Ừ. Lúc đó 6 tuổi 60 à. Bằng ông ngoại bây giờ đó. Bây giờ đó. Chắc khi thật. Lấy được rồi. Ấy kèo bột thơm quá ha tên. Kèo được rồi. Rồi kèo được rồi. Mấy cái da da vậy đó. Cái da vịt này nó giòn lắm. Cái khổ ăn mới đã. Ngon thì chắc. Khổ xương xương. Béo ngon lắm. Với cái chao bây giờ ha. Hồi nãy con múc chao ra con không có làm mất. Con dặn một miếng đường chút xíu thôi mà nó vừa ăn rồi. Còn chao hồi đó gót ăn gì mặn lắm. Mặn. Chứ lại nãy mình ốp như ăn ớt đâu có nhiều đường đâu. Ngộ quá, cây ngộ thiệt, mùi xả luôn. Mùi xả. Thấy ngon, nãy nó cây ăn có xả thiệt. Ủa không ngon đâu mà được. Nó lạ. Sao bữa mang bữa ương, con ương là giống hộp để giống gì? Không cây cho. Ừ. Chắc có nhiều loại mà mình không biết. Mềm không anh? Mềm. Ừ. Bữa cho dâm ra là ta chỉ lựa hai cái thôi, một cái góc tím nè, là cái là quế nè. Dạ. Ta dâm một bên. Cái nào mà góc trắng là sẽ để một bên đó, hai bên. Lâu rồi mới ăn củ cải muối hầm thịt. Ngon kìa. Cái củ cải muối này mẹ có xào Úc. Nó mứt mỡ nữa, nó béo. Cô Tiên thích món này không? Thích vịt nướng chao không? Thích. Nướng không? Cô Tiên phái mề về vịt nấu chao, giờ tới nướng chao cũng thích luôn. Cô Tiên mà nó thích gì rồi là xé không kịp rồi đó. Làm dữ lắm. Hết bữa mình rảnh rảnh mình nướng gì ăn nữa hả cô Tiên? Muốn vô một. Ý gì muốn vô vô. Được rồi chị đi. Đây thôi nay. Dạ. Rồi chứ. Cô Tiên vô không? Ăn mồi nhiều quá không uống chưa? Không. Nãy con thấy có cái gì? Quýt nè, củ cải nè, đó. Cái này dạ, này Út, nè con nhớ cái này đó. Chị, mẹ con thích ăn này đúng không chị ha? Dạ. Cái muối mà có miếng ngò gai thơm lắm. Út thích con cổ quá. Còn béo lắm mà. Tới đồ nướng nhiều nhiều đi, tại vì chiều họ khó hâm lại lắm. Mà thường sau đồ nướng là phải dễ làm xương xương Út. Nhức nướng mà. Bữa nào mình ra Thạc Lãng mình nướng luôn, ngồi quay clip ăn ở đó luôn. Không ăn đây, ăn ngoài đó mới ok. Dạ. Quá đẹp. Con thấy không để chỗ. Đủ. Ốm ở dưới mặt ngồi trên. Không, con thấy không vừa đâu. Tại vì có con, cha, mẹ là mập. Cô Tiên sao khai với gia đình mình kỳ cục với Tiên. Nếu mà quen thì mẹ nói mẹ. Cái đợt mà mình nói ba con mập gì đó. Mập nè là ba con em gì đó. Con là heo con hả? Đúng.
Dạ không, ngọt ghê. Sáng hay sáng là bắt ong là thành công ha anh Quân? Thấy mặt mày bình thường rồi. Sáng nay chắc không còn con nào ha, ba hết mấy con. Mấy con nghĩ là mấy con nó qua động á, nó đi á, giờ đi về nó vô. Hôm qua hồi sáng thằng cha vô lấy cây thọt thử, nó không nghe ù như hôm qua nữa, cái là dịch dạch thử là không thấy. Hôm qua cha cắt mấy bụi bông trang là cho thấy ổ ong, hồi sáng anh Quân với cha đi bắt ổ ong nè. Cái này mà này mình không biết, mình sớm sát đi đó. Hôm qua cha cắt gần tới đó, dạ. nó bay ra. Dạ. Cha nghe ù, cha nghe làm cái kiểu cái nón làm cái mà chút chỗ này xớt nhẹ nè, mà vô cái nón cái cọc cái bắt đầu ở đây nó là hai con tống nó chạy mà không có chạy sao quay lưng mà chạy luôn tụi con đâu, nó chạy người ta nghinh lại đúng không, kiểu nóng lại muốn khung con ơi. Ba tối cha để ta đánh rồi nó biết né đó. Chiều qua tao cắt với cha mày gần tới chậu nó né xa xa nghe nó dí mà thiệt xa đó mét mà nó hù hù ra nó chỗ đó không có thế đốt. Có thế đốt rồi đốt hôm chứ ta không có thế thì đó, thì nào nó làm nằm dưới đất nè rồi tụm chân rồi đâu có đưa cái đuốc vô được đâu mà đốt. Rồi thì sáng anh Quân lấy cái chổi đi bắt ông với cha chút xíu là tiêu hả anh Quân? Bắt sống luôn hay vậy? Hôm qua lấy thuốc trừ sâu rồi xua nó đi. Xịt thuốc trừ sâu á, xịt trong thân lấy bông gòn á nhúng hết trừ sâu để cây tổ là nó đi. Nó không chết, không phải đi đâu. Chết chết ít rồi, còn nó bu vô mà. Lấy bông gòn để vô cây xào ha, nói cây cao nè cũng bắt ha, là cũng quấn nói chung cây rọi đó giống như cây đuốc ha, cũng nhúng sâu rồi con để ngay miệng thì nó bu nó ra nó lạ nó bu vô đó, bu bò tới bò lui đem vô ngổ rồi cái dính qua dính lại với mùi nó chết, mà phải loại xông hơi nha nó mới chết nha, còn loại nó xông hơi với mùi. Đốt lửa phải để ngay miệng cười hoài mà đốt cháy ổ rồi tung ra cháy lắm thì chết luôn. Gì cơ tin? Con vô. À, con vô. Dạ, sáng mắc cười anh Quân lấy cái cha dặn lấy cây chỗ xương mà đặng thí dụ như ông mà bay ra là mình lấy cái chỗ mình quất nó liền, mình dính nó liền. Anh Quân lấy cây chổi ra chili trên đường đi ra ổ hông anh Quân qua thử. Cán đi đường cán, chổi đi đường chổi. Con mà không thử cái đó mà ra con ông nó vô tới nó bứt cái hai cha con mình banh sát. Ổ to đó. Dạ, cha cũng thử trước rồi bộ. Cha biết cái chổi là mình gắn vô mà. Thì đó. Cha đem ăn cây cha thử trước. Rồi cha kêu thì con đâu biết cha đem ra rồi. Thì con mới xách tiên cây con đi ra được con thử. Thử nó bày vô cái đống rác luôn đó. Con cười không á? Tới mãi là rồi, con cười không? Phải không? Con khoảng chục con không? Bị cán nó. 4 con vậy. Thấy giờ này còn cái cán đó không thì giờ này hết đâu mà ăn cơm nổi. Đâu mà ăn cơm được. Là ta đuổi đi mua hết rồi. Mà có hồi nãy lúc con ra còn một con trở lại phải không? Đúng, một con trở lại con quánh nó té với lúa luôn rồi xong. Mà con thấy lì ghê không? Nó sắn ngay luôn phải không? Dạ. Thấy mà giờ này mà không thành công, giờ này vợ gấp đồ ăn vô chén chứ thấy đường đâu gấp, mắt nó thấy chừng một rồi. Cán cho bị mấy nhà vô tới đây nè. Dính.